đặc biệt, đó là hộp số của xe thì là hộp số vượt trội, đó là hộp số 7 cấp, số ly hợp kép 7 cấp DCT, ly hợp kép khô. Đó. Phần la răng của xe thì được trang bị với la răng kích thước là 16 inch cho cả hai phiên bản, bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn. Phần gương xe thì được tích hợp xi nhan, rồi có tích hợp công nghệ đó là chỉnh điện và gập điện. Tay nắm cửa của xe được mạ chrome kèm theo nút bấm mở tích hợp thông minh. Cùng đến phần nội thất thì trên phiên bản đặc biệt này thì em trang bị cho khách hàng đó là ghế da phan nỉ. Còn phần Toyota Raizy thì nó chỉ đơn thuần là ghế nỉ thôi. Đó. Màn hình giải trí trung tâm của xe với kích thước là 7 inch full digital, có tích hợp những công nghệ như là kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto,